Thưa quý vị và các bạn, đến nay Văn Giang là huyện duy nhất ở tỉnh Hưng Yên có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Từ nay đến năm 2023, Văn Giang phấn đấu để được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao. Các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tập trung ở xã Mễ Sở, xã Thắng Lợi, xã Phụng Công và xã Long Hưng. Văn Giang phấn đấu từ nay đến cuối năm, 100% số xã có khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ở Văn Giang góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, tạo diện mạo nông thôn hiện đại văn minh. Làng tôi đã được nông thôn kiểu mẫu, được huyện công nhận vừa rồi, thì mọi người đều phấn khởi, mà vinh dự tự hào là người dân được sung sướng. Sau khi được rồi, chúng tôi vẫn duy trì cố gắng làm sao mà môi trường sạch sẽ, tất cả các xây dựng công trình chúng tôi đều có nhiệt tình đóng góp. Tỷ lệ hài lòng của người dân với mức độ đạt chuẩn nông thôn mới ở các xã đều đạt từ 85 đến 90%. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 6 tháng đầu năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới của huyện là gần 1.400 tỷ đồng. Trong đó, riêng nguồn vốn huy động từ cộng đồng dân cư đạt trên 12 tỷ đồng. Huyện chỉ đạo các xã tập trung quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới, gắn với quá trình đô thị hóa, tăng cường các hình thức xã hội hóa để thực hiện hiệu quả các tiêu chí về môi trường, giao thông, hạ tầng. Tại các xã như Mễ Sở, Phụng Công, Long Hưng, Thắng Lợi, tập trung nguồn lực xây dựng hoàn thiện tiêu chí để sớm được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong năm 2021 thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào các công trình xây dựng cơ bản và hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nâng cao thì chúng tôi cũng phấn đấu là đến 2025 là chúng tôi sẽ phấn đấu là đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được xã nông thôn mới kiểu mẫu, hiện nay thì địa phương cũng đã xúc tiến từng bước để tạo nguồn vốn, xây dựng các cái mục tiêu chung, ví dụ như điện, đường, trường, trạm, để làm sao đạt được cái mục tiêu đề ra của Đại hội Đảng bộ. Từ nay đến năm 2023, huyện Văn Giang phấn đấu đạt huyện nông thôn mới nâng cao, mỗi xã có từ 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở lên. Huyện đang triển khai chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bền vững, nâng cao giá trị sản xuất trên đất canh tác, đưa kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ.